Dạ. Ông bà mà bây giờ cách là em đang đứng ra làm cái chờ các bà đấy anh ạ. Nào không lý. Mọi người nó vui mà. Nói đùa chứ không nào. Rồi có người Đà Nẵng này rồi. Có các khách mời VTV3. Có bác sinh. Ông ngay Đà Nẵng nào xin ông không tới đi nghỉ. Rồi cho ông dịch kế cho nơi thì làm rồi đừng biết anh em ngồi miếng xem nha. Đó. Tớ nghĩ là mọi người chuyển mạng